cho mình sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái chiếu sáng thông minh, xanh, sạch và đẳng cấp. Fogity luôn nỗ lực nghiên cứu và phát triển để cho ra đời những thiết bị chiếu sáng bằng công nghệ LED hiện đại và tiên tiến nhất. Và đèn LED Spotlight Tesla SP115 chính là sản phẩm đáp ứng một cách hoàn hảo những tiêu chuẩn của không gian sống kiểu mẫu thế kỷ 21. Vẫn mang trong mình hình hài của đèn Spotlight có cấu tạo đơn giản, nhưng qua những kinh nghiệm thực tiễn từ hàng ngàn công trình lớn nhỏ, chúng tôi đã nghiên cứu và tối ưu biến Tesla trở thành vương giả trong chiếu sáng nghệ thuật. Chóa đèn thiết kế tách rời giúp linh hoạt thay đổi các góc chiếu, đáp ứng các mục đích chiếu sáng từng khu vực mà không phải thay thế loại đèn khác. Đầu đèn xoay 30 độ giúp thoải mái xoay chuyển hướng chiếu tùy thích hoặc theo yêu cầu của môi trường sử dụng, có tính linh hoạt cao cùng phạm vi sử dụng rộng hơn. 9 mặt đèn, 9 phong cách khác biệt. Bạn có thể tự do lựa chọn phong cách chiếu sáng cho mọi không gian sử dụng chỉ với một thân đèn. Tai cải mảnh, đàn hồi tốt, giúp bảo vệ kết cấu trần tối ưu. Tấm honeycomb chống chói mắt được thiết kế tinh chuẩn từng chi tiết, hiệu quả chống chói đạt 95% mà không làm giảm hiệu quả chiếu sáng. Đế tản nhiệt công nghệ mới nhất từ Fogity, bộ tản nhiệt hợp kim nhôm đúc phủ sơn tĩnh điện với thiết kế các khe rãnh sâu không đồng nhất, giúp tăng hiệu quả tản nhiệt và giảm suy hao nguồn sáng hiệu quả. Chip LED COB từ BrickLux và GRI được gắn trên bảng mạch nhôm, kết hợp chóa phản quang cho ánh sáng tập trung, độ sáng đồng đều cùng chỉ số hàn màu CRI trên 92, gần với ánh sáng tự nhiên, giúp mang đến cho bạn một không gian chân thực và lành mạnh, nâng tầm đẳng cấp cho không gian chiếu sáng. Tesla FK SP115 đem đến cho bạn nhiều sự lựa chọn, đa dạng phong cách với các kích cỡ khác nhau, từ 5W đến 18W cùng kích thước lỗ khuét từ phi 55 đến phi 95, với 9 mặt chóa cho các hiệu ứng chiếu sáng theo cá tính của bạn. Sang trọng, đẳng cấp và khác biệt, tất cả hội tụ trong sản phẩm Tesla SP115 đem đến cho bạn trải nghiệm chiếu sáng đầy cảm xúc ngang với các biệt thự và villa đẳng cấp 5 sao. Hotline 090-260-2828 của Fogity luôn sẵn sàng tư vấn để biến ngôi nhà trong mơ của bạn thành hiện thực.